Ông Lê Văn Thành, ủy viên trung ương đảng, phó thủ tướng, đã qua đời lúc 20h20 20, ngày 22 tháng 8 tại nhà riêng ở phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Theo Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, phó thủ tướng Lê Văn Thành qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng, được đảng, nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Lễ viếng, truy điệu, an táng phó thủ tướng Lê Văn Thành sẽ được thông báo sau. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, 61 tuổi, thạc sĩ quản lý kinh tế, quê ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông từng giữ chức giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, sau đó làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng. Tại Đại hội Đảng lần thứ 13, đầu năm 2021, Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng. Hơn 3 tháng sau, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được phân công theo dõi các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đảm bảo năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông cũng phụ trách các công trình trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành theo dõi và chỉ đạo các bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoạt động gần nhất của ông Lê Văn Thành là dự hội nghị ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại trụ sở chính phủ chiều ngày 16 tháng 11 năm 2022. Từ đó đến nay, ông không xuất hiện trước công chúng. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, ông được phân công làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025. Tháng 1 năm 2023, các lĩnh vực ông Thành phụ trách được thủ tướng giao cho ba phó thủ tướng khác đảm nhiệm trong thời gian ông vắng mặt.